hôm nay chúng ta gặp lại và mình chia sẻ với bạn cái chủ đề là 6 cái lưu ý, 6 cái điểm lưu ý đặc biệt để bạn dùng marketing trên Facebook, bán hàng và marketing thành công. Cái đây là nó chia sẻ từ cái góc nhìn và cái trải nghiệm của mình. Nói chung là trên online hay offline nó không có một cái công thức nào là đúng bệnh viện hết. Nó có thể chính xác cho cái thời điểm này, nhưng thời điểm sau thì chúng ta cần phải điều chỉnh một số gì đó. Và cái đó là cái cách của người làm kinh doanh. Và đây là một buổi sáng thứ hai rất là tuyệt vời, và mình muốn chia sẻ với bạn cái điều này. 6 lưu ý. Lưu ý thứ nhất, trước khi vào lưu ý thứ nhất thì mình nói sơ về cái mạng xã hội Facebook một chút xíu. Thì năm 2009, năm 2010 là bắt đầu mình có tài khoản Facebook. Trước đó là tài khoản MySpace. Các bạn biết là trước khi có Facebook thì tài khoản MySpace, nó có một cái trang mạng xã hội là MySpace rất là nổi tiếng. Rồi bắt đầu sau đó Facebook nó lên. Năm 2009, năm 2010 là bắt đầu mình có tài khoản Facebook. Lúc đó lượng người dùng ít lắm. Và hồi đó là phần lớn là những người trẻ. Hồi đó mình cũng ba mấy tuổi rồi nhưng mà mình vẫn tiếp cận nhanh. Rồi thấm thoát cho tới bây giờ là năm 2017 thì cái lượng người dùng ở trên Facebook á, các bạn biết cho tới thời điểm này nó đã khoảng đâu 55 triệu người dùng rồi. Điều này nó cho chúng ta thấy gì ạ? Một cái thế lực rất là lớn, Facebook là một thế lực rất là lớn tại Việt Nam. Cái lượng người trên nó đông quá. Mình phân tích cho các bạn biết tại sao mình gọi là thế lực lớn. Các bạn biết là hồi kia mà một trang báo Tuổi Trẻ, báo Thanh Niên rồi đó, cái lượng người mà dùng đó, mà vài triệu người họ đó là lớn lắm rồi. Hồi kia mình nhớ mình hay đọc báo Tuổi Trẻ mỗi sáng, mình mua báo mình đọc á, là ở dưới cái tờ báo, ở dưới cái tờ báo giấy nó luôn ghi là báo Tuổi Trẻ phát hành 400.000 bản trong toàn quốc. Các bạn, 400.000 bản là đã một cái thế lực rất là lớn rồi. Tuy nhiên ngày hôm nay á, các bạn biết là Facebook á, riêng ở Việt Nam á, Facebook á, hơn 50 triệu người dùng, dùng online mỗi ngày, họ luôn online trên Facebook. Các bạn thấy là một cái thế lực cực kỳ lớn, lớn lắm. Các bạn hình dung vậy á. Cái nỗi mà các bạn thấy từ lúc mà Facebook nó lên là mọi người lên Facebook nhiều hơn các cái những cái thế lực cũ như báo Tuổi Trẻ, báo Thanh Niên, hoặc là luôn cả truyền hình đều bị ảnh hưởng, ít lượng người dùng giảm á, và hầu như cái kênh quảng cáo đó bây giờ nó còn không còn hiệu quả nữa. Nên là các bạn thấy rằng là một thế lực lớn, mình muốn nói nó vậy là rất là nhiều người họ tập trung vào đó và họ tập trung vào cái kênh đó. Trước khi có Facebook mạnh thì ở Việt Nam có trang Zimmy cũng mạnh, một số trang xã hội khác mạnh, nhưng mà chừng cuối cùng là thoái trào hết rồi. Bây giờ Facebook là thống lĩnh. Và không những 50 triệu người dùng mà bây giờ, thời bây giờ các bạn biết, người làm kinh doanh họ có tài khoản Facebook đầy. Dân làm kinh doanh mới là có tài khoản Facebook hết, họ cũng online trên Facebook hết. Cái giới mà giáo sư, tiến sĩ, gọi là cái giới mà có học vị của xã hội á, họ cũng có tài khoản Facebook. Cái giới làm chính trị, ok, giờ phần lớn cái giới làm chính trị mà các bạn thấy không, những cái nhân vật chính trị quan trọng các bạn thấy, các bạn lên là các bạn cũng thấy có tài khoản Facebook hết. Những bà nội trợ, các bạn thấy bây giờ những bà nội trợ hầu như là lên online hết, bà nào cũng có smartphone và lên online hết. Nhân viên văn phòng, đây là cái phân khúc mà phải nói là đông nhất, có Facebook hết, họ trao đổi Facebook, thậm chí họ làm việc bằng Facebook. Cái giới sinh viên còn đang đi học, học sinh, ok, thậm chí những người phụ bàn, những người làm nail, những người làm spa, làm mỹ phẩm, thậm chí tài xế, mình đi đường, mình thỉnh thoảng mình đi Uber, taxi Grab, rồi tất cả những cái bạn đó đều có Facebook hết. Điều đó nó nói cho chúng ta một cái gì ạ? Quá nhiều người đã lên Facebook rồi, và đó là một cái thị trường rộng lớn. Và nếu mà chúng ta không chịu lên Facebook và chúng ta không ứng dụng Facebook để làm marketing, để làm kinh doanh cho sự nghiệp của mình, thì nghĩa là các bạn đang bỏ gì ạ? Đang bỏ đi một cái thị trường hơn 50 triệu người dùng. Nó đơn giản nó như vậy thôi. Bạn đang loay hoay những cái kênh khác.
Đó là lý do mà mình nói là các bạn cần lưu ý, có những lưu ý là để các bạn hình dung cho. Và khi người dùng nhiều đó thì chúng ta ứng dụng Facebook để làm gì? Cũng có thể là chúng ta bán hàng, cũng có thể là chúng ta kết nối xây dựng mối quan hệ, hoặc cũng có thể là gì ạ, chúng ta làm thương hiệu cho doanh nghiệp của mình. Các bạn có nhận ra điều này không ạ? Đó là lý do mà chúng ta cần phải lên Facebook và chúng ta ứng dụng Facebook cho nó hiệu quả, chứ không phải là chúng ta ngồi chúng ta lý giống, không có lý do, chúng ta đi tìm giải pháp. Cái tư duy của người kinh doanh nó là vậy, chúng ta đi tìm giải pháp làm sao đó để chúng ta ứng dụng nó tốt, chứ đừng cứ ngồi Facebook là dành cho túi tính Facebook, những cái câu đó nó không phù hợp. Cái đó là nó đang nói cái suy nghĩ của mình bị hạn chế, mình chưa vượt qua chính cái con người của mình, chứ không phải Facebook nó là như vậy. Facebook nó là Facebook, ai cũng lên thì lên, chứ không phải là Facebook dành cho con nít, không phải là Facebook dành cho tuổi tin, nó không phải vậy. Nó là chúng ta cần thoát ra cái tư duy đó. Vậy thì cái lưu ý đầu tiên của mình gửi đến các bạn, kinh doanh cái gì cũng vậy, kinh doanh truyền thống hay kinh doanh online, thì chúng ta cũng phải, cái tiêu chí đầu tiên là chúng ta phải lựa chọn cho mình một cái sản phẩm, một cái dịch vụ cho nó phù hợp với cái nhóm người dùng đó. Các bạn hình dung chưa? Thì chúng ta hãy nhìn ở một cái góc độ thứ nhất là góc độ marketing. Về góc độ marketing thì hầu như Facebook phù hợp với tất cả mọi loại hình sản phẩm và dịch vụ. Các bạn có nhận ra điều này không? Nó phù hợp. Gần đây thì cái thương hiệu nào, sản phẩm nào cũng cần có nhiều người phải nhận thức và biết về chúng ta trước. Nếu bạn không lên online, ví dụ như business của mình, nếu mà mình không dùng Facebook, thì rất là nhiều người sẽ không biết đến business của mình. Tức là marketing nghĩa là làm cho mọi người biết về mình trước, họ thấy về mình trước. Các bạn thấy offline không? Mỗi lần các bạn đi trên cái đường cao tốc, các bạn thấy người ta để một cái bảng hiệu rất là bự, cái banner bự lắm, banner bự ở ngoài trời, nhìn các bạn thấy cái thương hiệu đó. Các bạn đi qua cầu Sài Gòn, các bạn thấy người ta để cái bảng bự, người ta để chữ Samsung, người ta bự, người ta để chữ Honda, để làm gì? Để người ta thấy cái đó gọi là góc độ marketing. Thì thấy gì, người ta phải chạy qua cao tốc, người ta mới thấy, người ta phải chạy qua cầu Sài Gòn, người ta thấy. Thì bây giờ người ta lên Facebook, người ta thấy, cái góc độ là cái góc độ marketing. Các bạn như vậy, người ta thấy một lần rồi, người ta thấy hai lần, người ta thấy ba lần, người ta thấy nhiều lần, tự nhiên người ta nhớ, và nhớ sau này bạn gặp họ lại, tự nhiên họ mua hàng rất là dễ. Chúng ta phải hiểu về marketing. Marketing nó rất là rộng, nó là một cái môn. Các bạn nó thi vô vào trường đại học marketing, các bạn nó học có 4-5 năm về marketing không, chưa hết, nó còn học lên cao nữa. Cái đây mình đang nói nhanh vậy để cho cái đoạn video đó là dành cho những bạn mới, không phải dành cho những người chuyên nghiệp, mà dành cho những bạn mới mới ra kinh doanh chưa am hiểu gì nhiều. Vậy thì góc độ thứ nhất là Facebook là nó đáp ứng cái tiêu chí marketing. Các bạn nên nhớ lại, góc độ thứ nhất là Facebook đáp ứng tiêu chí marketing, nên các bạn phải dùng Facebook để làm marketing. Góc độ thứ hai, Facebook, ứng dụng Facebook để bán hàng, thì có những cái mặt hàng mà người ta rất là dễ mua trên Facebook. Giá thứ nhất là giá thấp, giá vừa phải, người ta rất là dễ mua trên Facebook. Dĩ nhiên lâu lâu có những sản phẩm giá cao, có thể là bán xe hơi, có những bạn ở đây họ bán được xe hơi. Mình có một bạn tên là Sáng Sadoco, mình hay nói giỡn là Sáng Đồ Cổ, họ bán Facebook trên bán online trên Facebook, bán cả xe hơi. Mình có một bạn tên là bạn Nguyễn Hoàng Liên Phương, thì bạn bán du thuyền, bạn đã bán du thuyền nhờ Facebook, bạn mang cái tin mà có khách hàng đến từ Facebook, và cuối cùng là bạn chốt được vô thuyền. Có những bạn họ đã bán được nhà cửa dĩ nhiên có, nhưng mà lâu lâu chúng ta làm marketing tốt thì tự nhiên khách hàng nó xuất hiện. Cái đó mình không nói. Còn những cái sản phẩm mà nó vừa phải á, tiêu dùng hàng ngày, như vụ mỹ phẩm này, thì chúng ta bán Facebook rất là dễ. Chúng ta dùng hình ảnh, chúng ta dùng video, chúng ta live stream các bạn, nhưng mà thì người ta rất là dễ để mua hàng trên Facebook. Thì những sản phẩm ăn uống nói chung là giá nhỏ, dịch vụ giao liền, người ta nhìn thấy và ở một cái địa phương gần. Ok, ví dụ các bạn mở một quán trà sữa, các bạn làm những chương trình marketing trên Facebook thì các bạn rất là dễ. Các bạn nêu ra điều này, hoặc là rạp chiếu phim, họ tổ chức những sự kiện, hoặc các khóa học,
cái buổi tổ chức báo cho người ta, buổi offline à, báo cho người ta biết là ở đây hôm nay có tổ chức cái câu cá, cái khu vực câu cá quán ăn. Ok, bạn bán chó cảnh, cây kiển, hoa lan, ok, rất là nhiều thứ. Họ có thể là bạn bán trái cây, rau vườn ở một cái phạm vi local nó rất là tốt. Có bạn kia, bạn chuyên bán, có bạn tính Tây Sơn, bạn chuyên bán bánh cuốn Tây Sơn trên Facebook. Bạn bán cái đó rất là tuyệt vời. Nó làm marketing PR lên mà. Vậy thì làm gì làm? Thì dù dịch vụ hay là dịch vụ sửa chữa nhà, có một bạn làm dịch vụ sửa chữa nhà, dù sản phẩm hay dịch vụ thì chúng ta cũng hướng đến vấn đề là hàng hóa phải chất lượng và giá trị, phục vụ khách hàng tốt. Nếu các bạn không làm được điều đó, các bạn ứng dụng Facebook mà các bạn bán hàng đểu là các bạn sẽ lãnh hậu quả. Hàng dởm, hàng đểu là các bạn phải lãnh hậu quả, bởi vì người ta lên Facebook, người ta bực mình, người ta nói trên Facebook thì nhiều người biết về đó, cái vấn đề đó. Đó là chúng ta cần phải, nó là cứ tư duy ra kinh doanh là chúng ta phải nhất quán. Chúng ta đã chọn làm kinh lâu dài thì sản phẩm chúng ta phải là tốt, dịch vụ chúng ta tốt. Các bạn hình dung ra chỗ này cho chúng nó không phải như truyền thống. Truyền thống đó mà các bạn bán hàng không tốt thì người ta chỉ nói chừng vài người thôi là người ta hết, còn trên Facebook đó, người ta loan báo ra rất là nhiều và nó còn lưu hết trơn đó. Các bạn hình dung chưa? Rồi, cái thứ hai, làm gì làm thì chúng ta cũng phải hiểu về khách hàng tiềm năng của chúng ta, hiểu họ họ lên Facebook họ làm cái gì, họ lên Facebook họ ở đâu, họ lên Facebook giờ nào, họ dùng cái phương tiện công cụ gì để họ lên trên Facebook. Các bạn nên nhớ như này, những người họ lên Facebook đó, không phải để họ mua hàng, không phải họ để chúng ta làm marketing, không phải như vậy. Những người lên Facebook đó, là trước tiên là họ chơi, họ chơi. Các bạn nhận ra điều này là được chưa? Vậy thì một cái câu hỏi đặt ra là họ thích chơi gì và họ 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 thích những cái gì chơi đó. Thứ nhất, ok chưa, họ tò mò, cái điểm tích thứ nhất, họ tò mò về những cái người họ kết bạn, như là những người thân mình trên Facebook. Họ tò mò những người bạn, người thân mình họ làm gì. Ví dụ là họ tò mò người thân mình hôm nay có tiệc sinh nhật. Họ tò mò người thân mình sinh con, họ tò mò về người thân mình chụp một cái tấm hình gì đó, chân dung gì đó đưa lên. Các bạn hiểu ra điều này chưa? Họ tò mò về cái đời sống cá nhân của người khác, họ tò mò bạn mình hôm nay đi du lịch ở đâu, họ tò mò bạn mình hôm nay tự sướng cái hình gì. Ok, họ tò mò hôm nay bạn mình mua cái con chó nào, cái con cá nào, cái con chim cảnh nào. Họ tò mò hôm nay bạn mình mới rinh cái điện thoại nào về. Tức là cái thứ nhất là họ thích tò mò cái cá nhân của người khác. Và chúng ta ứng dụng cái chiến lược đó để chúng ta đi làm kinh doanh. Ý thứ hai, họ thích gì? Họ thích đọc. Họ đọc những bài vui, những bài hay, những bài dí dỏm. Hoặc là trong lĩnh vực của bạn, các bạn viết chuyên sâu, cái tính chuyên gia thì bạn viết những bài rất là chuyên sâu, thì dành cho những cái phân khúc mà dành cho cái phân khúc khách hàng mà họ là người thực sự là dân chuyên, họ muốn tìm hiểu sâu về lĩnh vực đó, thì họ rất thích những bài chuyên sâu của các bạn. Còn không thì họ thích những bài vui vẻ, relax, tếu tếu dí dỏm. Các bạn nhận ra điều này chưa? Hoặc là chúng ta có những cái hình ảnh rất là chất lượng, những đoạn video rất là chất lượng. Các bạn nhận ra điều này. Những đoạn video hay, nói chung online là chúng ta phải biết sáng tạo nội dung và chúng ta phải biết làm nội dung cho nó phù hợp. Những đoạn video các bạn thấy là nhiều người chia sẻ rất là nhiều. Và chúng ta phải thường xuyên xuất hiện, lâu lâu vài ngày mới xuất hiện thì ai, người ta nhìn người ta không có thích. Phải thường xuyên, chúng ta phải có cái quy trình, mỗi ngày chúng ta đều xuất hiện, chia sẻ, viết bài thì người ta mới biết biết của mình. Người làm marketing mà đã làm kinh doanh thì phải xuất hiện chứ, làm kinh doanh sao chúng ta lại núp. Làm kinh doanh là chúng ta phải xuất hiện mà phải làm thường xuyên theo đúng cái quy trình. Tóm lại là chúng ta phải trả lời được là họ thích gì, họ xem gì, cái gu của họ là gì.
họ làm gì và họ ở đâu, họ online giờ nè. Chúng ta phải trả lời những câu đó và chúng ta focus vào đó để chúng ta làm. Cái điều tuyệt vời hơn nữa là Facebook á, nó có tập trung các bạn biết tận dụng kênh Facebook á, thì Facebook á là một cái nơi mà rất là tuyệt vời, là họ tập trung được cái đối tượng khách hàng tiềm năng chúng ta mong muốn từ cái độ tuổi. Ví dụ như là các bạn về tuổi tin thì các bạn tập hợp được cái độ tuổi, thì Facebook nó có profile á, lúc bạn lập có profile nên họ theo dõi được data khách hàng rất là tốt. Cái đó là lưu ý thứ hai. Lưu ý thứ ba là bạn muốn hiệu quả hơn thì bạn phải sử dụng quảng cáo. Bạn phải sử dụng cái phương pháp quảng cáo, tức là chi tiền cho Facebook á. Thì Facebook nó có rất là nhiều tính năng quảng cáo. Cái hệ quảng cáo Facebook thì nó khá rộng. Nó cho nhiều chúng ta tính năng quảng cáo lắm, thì chúng ta chi tiền cho Facebook. Tuy nhiên chúng ta phải am hiểu, chứ nếu chúng ta không am hiểu á thì chúng ta chi tiền cho Facebook và chúng ta làm vòng cho Facebook thôi, mà chúng ta thì chả có khách hàng nào. Cái đó là cuộc chơi mà. Thì thứ nhất là chúng ta phải am hiểu về marketing, chứ không phải là cái việc mà cứ học chạy quảng cáo Facebook là chúng ta có thể làm được. Nhiều người thì, nhưng mà bản thân mình chả bao giờ mình học chạy Facebook hết, nhưng mà mình ngồi mình lò mò tại vì đó là một cái quá trình thực tập, suy nghĩ và cảm nghiệm. Các bạn hình dung chung chưa, suy nghĩ và cảm nghiệm để gì ạ? Thứ nhất là chúng ta xét, chúng ta chạy và chúng ta đo lường bản thân, cái cách của mình mà đo lường chúng ta. Mấy cái đó thì lên Facebook đầy, mình chả bao giờ mình đi học mấy cái đó, bởi vì nó đối với mình thì nó dễ, nhưng mà đối với bạn bạn vướng thì bạn có thể là bạn đi học. Mình xét một chiến dịch trước và mình cho nó chạy. Sau mình bỏ tiền cho nó chạy và bắt đầu trước tiên là mình đo lường gì, mình xem cái số lượng người xem, số lượng người xem nhiều không. Nếu số lượng người xem không nhiều thì rõ ràng là cái chiến lược của chúng ta, tại vì xem nghĩa là họ biết về mình đó các bạn, xem nghĩa là họ biết về mình. Nếu mà cái lượng xem biết thì nghĩa là chả ai biết về mình thì làm sao mà đơn hàng nó về được các bạn, vô vậy nghĩa là chúng ta bắt đầu mình mới dừng lại, mình mới thay đổi, mình thay đổi thông điệp, mình thay đổi hình ảnh, mình thay đổi video gì đó để làm sao mà nó hấp dẫn. Để gì ạ? Để lượng người xem nhiều lên. Bạn nhận ra cái này không? Để lượng người xem nhiều lên. Rồi sau khi đạt cái lượng người xem rồi á, thì bắt đầu mình mới đo lường tới gì, cái lượng người xem ảnh nó tăng lên rồi á, vậy thì cái chiến lược này nó hiệu quả rồi. Vậy thì mình sẽ quan tâm là bao nhiêu lượng người vậy, người họ chấp nhận họ click vào, họ chạm vào á, chứ họ xem họ lướt vậy thì cũng như không à, họ xem họ dừng lại bắt đầu click vào. Các bạn dùng chung giờ chỉ bao nhiêu lượng người click vào, vậy thì làm sao để cho họ click vào, chúng ta phải kêu gọi hành động, hoặc là chúng ta nói những câu gì hay á, nó rất là hấp dẫn họ mới click vào. Ok rồi chúng ta đo đếm lượng người click vào rồi xong, chúng ta bao nhiêu người để lại data cho chúng ta, chúng ta đo đếm họ để lại data cho gì, họ có thể là inbox cho chúng ta, họ có thể là đăng ký vào cái form của chúng ta, bạn hình dung cho họ có thể là họ để lại số điện thoại, có thể là họ comment, rất là nhiều cách. Bạn nhận ra điều này chưa? Chúng ta đo đếm từng cái số lượng đó để chúng ta có chiến lược chúng ta tăng lên. Vậy thì làm gì để họ để lại data? Chúng ta phải có những quà tặng, có những gì hấp dẫn thì họ sẽ để lại data liền. Rồi sau khi họ để lại data thì cha ta chốt hàng của họ được bao nhiêu, bao nhiêu người để lại data, và cứ 10 người chúng ta gọi điện thoại chúng ta chat họ thì chúng ta ra được bao nhiêu đơn hàng. Chúng ta phải đo đếm hết. Rồi mỗi đơn hàng vậy á thì doanh số, doanh thu của mỗi đơn hàng nó là bao nhiêu, nó quan trọng, rất là quan trọng. Cũng có đơn hàng nhưng mà mỗi đơn hàng nó ít lắm, nó ít tiền lắm, mà cũng ra đơn hàng nhưng mỗi đơn hàng nó nhiều tiền như này. Thì cái đó là nó thể hiện từ gì, từ khả năng năng lực quảng cáo, khả năng các bạn đọc vị được cái khách hàng tiềm năng, cái khả năng bạn focus các thông điệp, các chiến lược. Các bạn không, cái khả năng bạn bán hàng, bạn chốt hàng, bạn telesale, và cái khả năng bạn bán được cái đơn hàng nhiều, nó hàng loạt những cái kỹ năng ở trong đó. Nhưng mà dĩ nhiên ở đây là mình nêu ra để các bạn có cái tư duy, bạn nhận thức ra điều đó. Mọi sự thay đổi và mọi sự tiến bộ bắt đầu từ việc chúng ta nhận thức ra là chúng ta đang vướng một cái gì đó, hoặc là chúng ta nhận thức ra là xã hội nó đang có cái đó, và bắt đầu chúng ta mới lên từng bước chúng ta thay đổi. Các bạn nghe ra điều này này chưa, chứ nó rất là nhiều thứ mình không thể nói trong một lúc được. Tất cả phải bắt đầu từ cái sự nhận thức ra là nó đang có cái đó, nó tồn tại cái đó.
Bây giờ sau khi mình đo đếm xong thì và bắt đầu mình có chiến lược mình tăng lên, nên là chúng ta phải có cái số liệu. Làm kinh doanh mà không có số liệu á, nghĩa là bạn không phải làm kinh doanh. Tối hôm qua mình cũng có một cái lớp và cái bạn đó từ ở An Giang lên, và mình hỏi bạn cái số liệu kinh doanh thì hầu như là bạn cứ ăn chừng rồi. Thì khi mà chúng ta không có số liệu thì chúng ta cũng không biết chúng ta đi lên hay chúng ta đi xuống, cái việc kinh doanh chúng ta nó đang tiến triển hay nó không tiến triển, chúng ta cứ ăn chừng. Có thể nó vậy. Chúng ta cũng không biết rằng là chúng ta điều khiển cái chiến lược, thay đổi cái chiến lược gì, áp dụng cái chiến lược gì, bởi vì nó đâu có cái con số đâu. Đó. Thì như vậy gọi là hên xui, không gọi là chiến lược được, tại vì chúng ta không có cái con số. Làm quảng cáo là chúng ta cần phải có cái đó mà nói đó. Và trên online thì quảng cáo thì chúng ta phải biết tối ưu về thông điệp này, tối ưu về hình ảnh này, tối ưu về đo này, rồi chúng ta chọn vị trí quảng cáo, quảng cáo trong inbox hay quảng cáo ở ở ngoài cái new feed của Facebook, cái trang chủ của Facebook đó. Ok, hoặc là quảng cáo bên tay phải, bên tay trái gì đó, hoặc là quảng cáo ở trên thiết bị di động hay là trên laptop. Thiết bị di động thì nó có rất là nhiều thứ, trên Android hay là trên trên Apple, trên trên iPhone, chấm 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 chấm, nó có rất là nhiều cách. Vừa rồi các bạn nắm cái lưu ý thứ ba chưa? Ok, giờ bây giờ mình sang cái lưu ý thứ tư. Hồi nãy thứ ba mình cũng có nói rồi đó, nói sơ rồi rồi đó. Lưu ý thứ tư là mọi sự đều phải đánh giá, phân tích và đo lường, hay gọi cái tắt là kiểm tra và đo lường. Dù bạn làm quảng cáo hay bạn không làm quảng cáo thì bạn phải luôn kiểm tra và đo lường để nó ra cái con số kiểm tra. Nhưng mà mình nói là hàng ngày là bạn làm hành động đó bao nhiêu lần, những cái bài viết nào thì cái lượng người thu hút nhiều, mọi hành động bạn phải kiểm tra hết. Những cái bài viết nào thì lượng người like nhiều, những bài viết nào thì lượng người chia sẻ nhiều. Ok, lượng bài viết nào comment nhiều, cái lượng chia sẻ nhiều nó rất là quan trọng, comment nhiều nó cũng rất là quan trọng. Như hồi nãy mình nói là chúng ta cần phải chia sẻ những cái gì á, người tiêu dùng thích cái gì á. Thì khi mà mình nói như vậy là bởi vì mình quan sát, mình thấy là mỗi lần mà ai mình chia sẻ những thông tin về đó thì cái lượng người like và comment rất là nhiều. Các bạn có nắm được cái này không? Và không còn gì là chúng ta phải thường xuyên quan sát và theo dõi từng cái số liệu một. Ví dụ như là có 100 người bỏ data cho mình, thì bạn chốt được đơn hàng là 5 người, vậy còn 95 người kia làm gì, cách nào để chúng ta tương tác lại với họ để họ mua hàng ta. Các bạn như nên là mỗi cái con số đo lường nó để nó nói lên cho chúng ta một cái gì đó. Nên là đó là lý do mà chúng ta phải thường xuyên kiểm tra và đo lường, chứ không phải là chúng ta đưa lên rồi bán được hay là bán không được. Thì bán được thì toàn là tắt mặt tối làm, còn bán không được thì rơ là Facebook gần đây khó quá, bạn bạn cứ đăng lên cái kiểu như vậy thì làm sao mà bán được. Suốt ngày cứ đăng lên bán hàng, ví dụ như suốt ngày bạn có sản phẩm đó rồi suốt ngày cứ đăng lên, rồi bắt đầu ghi sản phẩm mình tốt lắm, sản phẩm mình dùng nhiều người dùng lắm, mình bán rất là nhiều nơi, mọi người mua vô. Rồi hôm sau cũng na ná như vậy, rồi hôm sau cũng na ná như vậy, khách hàng ở đâu có thèm đó. Rồi cái nói rằng là thậm chí like họ còn không thèm like nữa. Bởi vì mình nói rằng là các bạn phải hiểu hành vi người tiêu dùng, họ lên Facebook để họ tò mò, họ lên Facebook để họ đọc, họ lên Facebook để họ xem, họ lên Facebook để họ khám phá một cái gì đó, họ tìm hiểu một cái gì đó, thì chúng ta phải từ cái đó chúng ta thỏa mãn họ rồi chúng ta mới đưa cái chiến lược về, chứ không phải là giờ họ lên Facebook để họ mua hàng. Bản chất là người dùng Facebook, họ lên Facebook họ không có để mua hàng, họ lên Facebook để họ chơi, họ tương tác với bạn bè, họ kết nối với người thân. Nên là chúng ta cần phải có những số liệu đo lường, thấy cái tin nào chúng ta đang không hiệu quả thì chúng ta ốp đi, còn cái tin nào hiệu quả thì chúng ta viết những cái thông tin theo cái dạng đó nhiều nhiều lên, và chúng ta phải đo lường là đăng cái buổi nào thì nó hiệu quả, và làm cách thức nào thì nó hiệu quả hơn. Các bạn thấy không, chúng ta cần phải trở thành một người kinh doanh chuyên nghiệp. Và cái lưu ý số 5, cái lưu ý số 5 là chúng ta phải duy trì cái kế hoạch marketing, chứ phải bán hàng xong rồi bỏ.
duy trì các ma tinh và xây dựng các mối quan hệ. Các bạn nên hiểu ma tinh thứ nhất là làm cho có nhiều người mới biết về mình. Cái thứ hai á là ma tinh tốt á, là chúng ta sẽ tăng được cái người mua hàng, họ sẽ mua nữa, tức là người ta gọi là tăng cái đơn số doanh số bán hàng. Và cái thứ ba của ma tinh rất là quan trọng, đó là gì ạ? Để chúng ta gì ạ? Để chúng ta bảo vệ khách hàng của chúng ta không bị đối thủ nó xâm nhập. Bạn hình dung chưa? Bây giờ bạn hình dung nè, bạn đây nè, bên tay trái bạn là đối thủ, nó đang đứng đây nè. Và bên tay phải bạn là khách hàng đang đứng đây nè. Và nếu mà bạn ở đứng đây nè, mà bạn marketing tốt, bạn làm tốt á, thì y như là bạn với khách hàng sẽ gặp nhau nè. Bạn hình dung chưa? Còn nếu mà bạn không làm gì á, bạn không xuất hiện, bạn không làm gì á, thì đối thủ nó vẫn cứ làm à, cái hai này nó gặp nhau. Bạn hình dung chưa? Hả? Thì nếu mà bạn làm marketing tốt á, bạn duy trì tốt, bạn xây dựng mối quan hệ tốt á, thì bạn là người đứng giữa nè, và thế là hai này nó gặp vào nhau, nghĩa là bạn chống được, bạn bảo vệ được khách hàng không bị đối thủ xâm nhập. Bởi vì đối thủ của bạn hàng ngày họ vẫn cứ làm. Bạn cho nên là chúng ta cần phải hiểu, các bạn cần phải hiểu sâu xây dựng mối quan hệ với khách. Cái này Facebook nó rất là tuyệt vời, nó không đơn thuần như vậy, mà Facebook nó có một chiến lược marketing gọi là chiến lược marketing tương tác. Facebook là nơi tốn marketing tương tác để giúp cho mọi người viral bạn ra hay lắm. Cái chiến lược marketing tương tác trên Facebook là tuyệt vời. Mình thấy là hồi kia tương tác offline nó rất là chậm, rất lâu. Marketing tương tác trên Facebook cực kỳ hiệu quả. Trong thời gian qua mình thích nhất cái trên Facebook đó là marketing tương tác. Thậm chí nó cái quảng cáo nó rất là tốn kém, marketing tương tác các bạn không tốn đâu nào, nó còn khách hàng về nhiều mà rất là uy tín và toàn là khách hàng trung thành, đúng không? Cái lưu ý thứ sáu là các bạn phải biết tăng lượng khách hàng mới lên, tăng lượng khách hàng tiềm năng lên, chứ không có phải là chúng ta suốt ngày làm như vậy là chúng ta cứ lòng vòng với khách hàng cũ đâu. Nghĩa là thứ nhất là chúng ta phải chấp nhận đầu tư cho quảng cáo để chúng tăng lượng người biết mình lên. Chúng ta phải đầu tư cho việc gì ạ? Việc làm sao mà nội dung tốt á, để cái Facebook mình nó chia sẻ này. Ở Facebook nó có chức năng chia sẻ, các bạn thấy mấy cái đoạn video của mình nó có nhiều người chia sẻ. Cái đoạn nào đó là 20 người chia sẻ, 30 người chia sẻ. Cái chia sẻ đó lợi hại, nó làm cho khi mà người ta chia sẻ cái tin Facebook của bạn đó về nhà của người ta, thì bạn bè của người ta, rất là nhiều người để biết về mình, họ sẽ xem cái đoạn đó, nó tăng cái lượng lên rất là nhiều. Đó. Hoặc là các bạn thực hiện những cái game, mình cũng có những cái game để người ta chia sẻ cái đoạn ra, lan tỏa ra, người ta tát nhiều người vào. Bạn hình dung chưa? Rất là nhiều cách để các bạn tập trung vào. Tóm lại, mình tóm tắt nhanh chỗ này, nó có 6 cái lỗi thứ nhất, lỗi thôi số 6 là bạn phải biết tăng cái lượng người dùng lên, tăng lượng người dùng mới, người biết mình mới lên mỗi ngày, không có lòng vòng ở khách hàng cũ không. Cái thứ hai là bạn phải duy trì được cái hạt marketing xây dựng mối quan hệ với khách hàng sau khi đã bán hàng rồi. Cái đó là cái lỗi thứ năm. Cái lỗi thứ tư là chúng ta phải luôn đánh giá, phân tích, kiểm tra và đo lường. Cái lỗi thứ ba đó là chúng ta phải dành sử dụng những cái chức năng quảng cáo rồi trên Facebook. Cái lưu ý tiếp theo là chúng ta phải tập trung vào đối tượng, đúng cái đối tượng phân khúc khách hàng. Và lưu ý số 1 là chúng ta phải chọn lựa sản phẩm và dịch vụ phù hợp. Ngoài ra các bạn cần phải sử dụng những cái chức năng rất là tuyệt vời của Facebook. Như Facebook nó có chức năng gì? Nhắc sinh nhật. Ok, chúng ta chúc mừng sinh nhật của khách hàng. Facebook có chức năng gì? Sự kiện. Chúng ta cần phải tạo ra những cái sự kiện. Facebook có chức năng gì? Group. Chúng ta cần vào trong cái group. Chúng ta cần tạo ra các cái group kín để chúng ta chia sẻ tương tác. Facebook có cái trang cá nhân rất là tuyệt vời. Chúng ta phải biết build cái trang cá nhân của chúng ta. Có rất là nhiều cái để chúng ta nói về Facebook. Hôm nay mình chỉ lưu ý các bạn những cái điều rất là quan trọng để các bạn nốt lại, rồi từ từ các bạn mới chuyển đổi được, chứ không phải một lúc chúng ta làm được. Người ta phải đi học những cái lớp về Facebook, nó mất hết mấy ngày, rồi về nhà người ta mày mò rất là lâu người ta mới làm được. Tuy nhiên những cái điều đó bạn không có cơ hội đến lớp thì nó cũng rất là quan trọng. Bạn có thể tự học được, bạn có thể tham khảo được, nó không thành vấn đề, nghĩa là bạn cố tình bạn đeo đuổi nó. Còn mình thấy có những
chuyên gia họ biết về Facebook, họ mở nhưng nó Facebook mắc lắm, cả chục triệu vậy đó. À, rất là mắc, vài triệu thì được, nhưng mà như vậy thì mắc quá, tận dụng cơ hội quá thì cũng không có nên. À, nhưng mà dù sao là những cái tính năng này mà nó là nó hoàn toàn không khó, mà bạn hoàn toàn biết. Hồi giờ thì mình chỉ tự mày mò và mình nghiệm ra và mình quan sát và mình biết thôi, và muốn làm kinh doanh thì phải qua sát giỏi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, các bạn đã theo dõi video này.